Khẳng định. Anh ơi! Trong cả các đêm đầu tiên ở đơn vị, Dũng đã khá bối rối khi gặp đối tượng say rượu tiếp cận quấy rầy. Cả ba chàng tân binh đã có trải nghiệm vượt qua giới hạn của bản thân trong nội dung hành quân với 8 km đường rừng núi. Lần đầu tiên được bắn súng tiểu liên AK-47, những tiếng nổ vang lên đã khiến cả ba rất phấn khích. Cái tiếng echo nó vọng lại nghe đã cái lỗ tai luôn. Buổi tối sau giờ sinh hoạt vui vẻ, cả tiểu đội chưa kịp chìm vào giấc ngủ thì tiếng còi báo động đã vang lên. Hôm nay trung đội tổ chức kiểm tra tác phong nhằm đánh giá tác phong của bộ đội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, làm cơ sở rút kinh nghiệm cũng như rèn luyện trung đội và tiểu đội đạt kết quả cao hơn. Về mặt thời gian báo động quy định 3 phút, không chí quá 1,5 giây. Sau đây kiểm tra tác phong mang mặc của đội. Kéo quần! Kéo quần lên. Đồng chí Dũng kéo quần lên. Mang mặc tác phong không đầy đủ, đồng chí Dũng chiếu tất. Cũng cần nhận xét về điểm mạnh, ý thức trách nhiệm của đồng chí đảm bảo tốt. Thời gian tuy quá 15 giây nhưng vẫn cơ bản đảm bảo đủ thời gian. Điểm hạn chế thứ nhất là trong quá trình tổ chức kiểm tra tác phong thì đồng chí còn nói chuyện này, nói to này. Thứ hai, đồng chí Dũng chưa đi tất nội dung này yêu cầu đồng chí khắc phục rút kinh nghiệm. Khi mọi người bảo là chỉ mặc quần áo thôi, thế làm ra mặc một áo quên để được tất có mình em quên. Sau đây các ông chí nhanh chóng lên giường ổn định lại nơi ở, ngủ nghỉ khỏe, bắt đầu. Đồng chí chú ý, đối với động tác này thì đồng chí thực hiện sẽ đơn giản hơn về động tác là leo xào. Một người đồng chí thực hiện và không có sự giúp đỡ của số 2 và số 3 như là động tác leo xào. Bắt đầu thực hiện. Các đồng chí chú ý, do điều kiện là các đồng chí là những người mới thì nên tôi quy định là các đồng chí chỉ leo lên vị trí tầng 2 mà không thực hiện leo lên tầng 3. Đồng chí Nhân. Có. Đồng chí có thực hiện được động tác không? Báo cáo đồng chí trung đội trưởng, tôi sẽ cố gắng hết sức và làm được hết. Đồng chí lên vị trí. Đồng chí về hàng. Đồng chí về hàng. Đồng chí chú ý, nội dung giờ thứ nhất tôi đã rút kinh nghiệm về vấn đề về thực hiện nội dung động tác điều lệnh trong quá trình tổ chức huấn luyện, yêu cầu đồng chí thực hiện nghiêm túc. Đồng chí Nhân. Có. Đồng chí lên vị trí. Có. Bắt đầu thực hiện. Có. Lên vị trí. Có. Bắt đầu thực hiện. Đồng chí cứ nắm thật chắc đôi giây. Nào chú ý, chân bước lên. Đồng chí không được đặt hai chân như kia.
bình thường là em rất sợ độ cao, không hiểu sao may tự em quên mất hay sao. Cũng hay là may em quên mất. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Bắt đầu thực hiện. Báo cáo trung đội trưởng, tôi thấy nó lỏng lẻo không an toàn. Đồng chí có tiếp tục được không? Còn đâu có. Bắt đầu thực hiện. Tay với. Em nhấc cái chân lên em nhấc không được á. Nó bị đau cái bắp vé á. Tay. Tiếp tục. Bắt đầu thực hiện. Bắn liên tục tay. Để tăng độ khó, đồng thời rèn luyện lòng can đảm cho các chiến sĩ, chỉ huy lần lượt yêu cầu 3 chiến sĩ mới leo lên tầng 3 của tòa nhà. Bắt đầu thực hiện. Spider-Man. Tay đau hết rồi. À, một chân đồng chí đè vào vị trí liên kết. Thực hiện. Tay công chí phải rướn luôn. Công chí chú ý đặt mũi bàn chân. Nào, tiếp tục lên. Nào, công chí bước chân lên, đặt mũi bàn chân. Đau chân. Lên cũng được, mình ráng làm nó cũng không có lên được, cái xong rồi nó bị nhức mỏi, đá nhức mỏi thêm, nhức mỏi thêm nữa. Bắt
ơi. Chị em lắng chặt vào đây. Ôi chết rồi. Chị giữ nguyên đây. Bình tĩnh. Cũng khá cao, nếu mà rớt xuống thì chắc chắn là cũng sẽ thương tích đầy mình. Quá trình tổ chức luyện tập đối với cường độ cao sẽ không tránh khỏi được đau và mỏi. Yêu cầu đồng chí cố gắng. Bây giờ các đồng chí hơi đau một tí, đồng chí đã nản. Thì thử hỏi khi có một nhiệm vụ thật xảy ra mà yêu cầu công chí phải thực hiện nhiệm vụ, công chí có làm được không? Yêu cầu công chí cố gắng và tích cực tổ chức ôn luyện, luyện tập các nội dung ngoài giờ để sẵn sàng tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Như vừa trao đổi thì đồng chí có thấy rằng là ở cái khung cảnh như này này mà đưa bạn gái đến đây trong khi ở đây không có ai thì có hợp lý không? Yeah, quá hợp lý. Vâng. Ví dụ là đồng chí Nghị đưa bạn gái đến đây nhá, là người yêu chẳng hạn. Yeah. Là một bạn gái bình thường đi. Vâng. Và ngày hôm nay mình thổ lộ tình cảm với bạn gái mình. Mình rất là yêu người ta đúng không? Vâng. Và coi như đây là một vị trí tỏ tình ạ. Thì vâng, đồng chí Nghị có thể lên đây. Mời chính nào nhỉ? Vâng, mời đồng chí Hiếu cho nó cân đối. Mời đồng chí Hiếu lên vị trí này. Hợp lý. Mời chị Hiếu lên vị trí này. Đấy, đây là voi còi. Đây, dắt voi còi đến một địa điểm mà mình rất là chấm rồi. Chấm tay và tình cảm. Đồng chí Hiếu phải hòa mình vào nhân vật được nhá. Nào, sau đây mời hai diễn viên bắt đầu. Em ơi. Dạ. Yeah. Em thấy khung cảnh nơi đây đẹp không? Không. À? Xấu quá kìa. Mà em bị mù hả? Anh nói em nghe, cái sườn núi như vậy á là một cái khung cảnh đẹp. Nó có chiều sâu như vậy nữa, rất là đẹp. Trời, anh có biết không, giờ lên đây ngã dập mặt luôn á. Sao mà dập mặt được? Em à, hãy nhìn vào mắt anh. Trời, mất tâm gì à. Ngày hôm nay anh muốn tỏ tình với em. Đề nghị là quay mặt lại khán giả là chính nhá. Em, anh thấy nhiều bụi rậm không? Những cái bụi rậm như vậy, bao nhiêu là hoa dại như vậy, làm cảm thấy anh rất là rạo rực. Anh rạo rực trong tâm hồn anh. Thế em nghĩ cái gì? Nhìn body em đi. Ôi, những làn mỡ của em làm anh càng rạo rực thêm. Cơ bụng. Cơ bụng gì? Mặt nóng lái lai nữa kìa. Ôi, một người phụ nữ đẹp. Bây giờ là anh đang tỏ tình hay là anh đang sỉ nhục tôi vậy? Đang tả cái vẻ đẹp của em mà em nói gì vậy? Gì vậy? Em nói với em đi. Bỏ đi. Không, sẽ bỏ đi được quánh chết luôn. Đây, hãy nhìn cái làn mỡ trên má em. Cái mũi to như vậy. Lông vi lai cái gì? Mặt cái táo với vi lai gì? Lông mày rậm như vậy, tóc ngắn như vậy. Anh chưa thấy một người phụ nữ nào mà có nét đẹp nam tính như em. Đi rượu. Em có đồng ý làm bạn gái anh không? Tất nhiên là có rồi. Yeah. Anh nói mình vào bụi rậm đó. Tiểu phẩm tới đây là kết thúc. Mọi thứ ở trong này các chiến sĩ cảm thấy bị cô đơn, mà thì em là một nghệ sĩ diễn viên mà sở trường là hài, mà không lẽ bây giờ vô đây mà em ích kỷ đến mức độ mà em không mang lại một tiếng cười cho họ thì em thật sự là một người ích kỷ. Cho nên là hôm nay là em muốn bỏ lòng hết với mọi người. Em muốn bộc lộ hết để cho mang niềm vui tới cho mọi người.
Xin chào quý vị đã đến với chương trình Vu Đầu Bếp Việt Nam. Ngay sau đây, chúng ta sẽ bắt đầu hành trình tìm kiếm Vu Đầu Bếp. Những nghệ sĩ đầu tiên xuất hiện tại căn bếp của Vu Đầu Bếp năm nay. Đó chính là Minh Nhì Đại Nhân, Minh Nhì Xuân Nghị. Công việc đó đối với em cũng là công việc quen thuộc. Mấy năm gần đây thì không ăn ngoài nữa. Tới bữa thì tự chế biến, tự nấu ăn. Em cũng khá là thương Ngọc Phượng. Em cảm thấy mọi sinh vật đều đáng sống, ai cũng cố gắng sống hết. Đồng chí nhân đồng chí Nghị chú ý này. Đồng chí không trực tiếp nấu mà tổ chức sơ chế một số nội dung. Đồng chí Đỗ Xuân Nghị tổ chức thái thịt nha. Đối với đồng chí Nhân là chặt thịt gà để ra. Mỗi cần nhé là giới hạn từ 90 đến 95 miếng. Chia như thế thì cả bữa cơm cũng đều được, đồng chí hiểu chưa? 10, 20, 30, 40, 50 ớ, 50 mà. Nó bị dài quá đúng không? Đây có bảo. Vâng. Bảo vào, đấy. Vâng. Kiểu như là đáp vào tường mà không rơi được ra ấy. Vâng. Lần đầu tiên làm gà thì thực sự là em không có ngại dơ, nhưng mà chia sẻ với mọi người là em đã có một thời gian dài ăn chay trường. Con kiến em cũng không giết. Xẻ con gà tội nghiệp hai để mà ăn chứ đừng có chế biến lắm. 6 ô trực tiếp làm trên con vật dù đã chết rồi, tự nhiên cái em thấy buồn. Ấy tháng chạp năm ngoái tôi vào bộ đội, trên lại điều cho là bánh mì, sớm lại chiều ra chợ mua rau. Ra đường tôi lo nhất nếu có mạnh thấy càng nặng. Nhìn ngang, nhìn dọc, nhìn xuôi, nhìn ngược, không thấy người hay là tôi vụ qua ngay. Hê đôi mà đỏ như rượu đang say. Đồng chí nghĩ bao nhiêu miếng? Báo cáo ông chí là 116 miếng ạ. Thế là đồng chí quá, chỉ tiêu hơn 10 miếng rồi. Những này 10 miếng đấy ai ăn? Tôi xung phong ăn ạ. Đồng chí nghĩ xung phong ăn ạ. Nhận đây này. Miếng thịt nó tuyết như này, đến lúc mà nấu lên là nó vỡ hết ra, bộ đội không ăn được nhá. Vâng, nó thành gà, gà bông với gà chặt. Đây, chị xem, lần đầu tiên đồng chí chặt à? Dạ, chưa bao giờ em chặt gà, em chưa bao giờ thịt sơ chế hết. Thế là từ hôm sau, đây là một kinh nghiệm nhá. Hôm sau chặt cho nó đầy, nó đẹp. À, chính gì? Trong quân đội thì nó có 4 ngành: tham mưu chính trị, hậu cần kỹ thuật, đấy. Hậu cần đấy đảm bảo ăn cho cả các đơn vị. Cũng vất vả những người luôn sẵn sàng chiến đấu bên ngoài, cho nên ở cương vị nào thì trong quân đội mọi người đều vất vả cả. Hôm nay tôi đưa công chí xuống đây làm để công chí hiểu, công chí trải nghiệm, công chí biết và rút kinh nghiệm trong cái quá trình các công chí thực hiện cái nhiệm vụ tiếp theo. Lần sau có nấu bếp này, lần sau có làm thì biết cách sắp xếp một cách khoa học và tổ chức làm nó đạt hiệu quả yêu cầu ra. Tình huống giả định, một nhóm khủng bố đã bắt cóc con tin và đang cố thủ. Có khả năng chúng đã gây nhiễm phóng xạ và giả chất độc ở khu vực xung quanh. Đánh đập nữa nào! Nhiệm vụ của các phân đội là tiến hành khống chế, bắt giữ bọn khủng bố, giải thoát con tin, trinh sát do tìm phóng xạ và chất độc. Sau đó tiến hành tiêu tẩy, trả lại môi trường trong sạch cho khu vực bị lây nhiễm. Quân đội tiến công bắt đầu thực hiện nhiệm vụ.
chỉ huy phân đội tiến công nhanh chóng chỉ huy phân đội áp sát mục tiêu. Đồng chí chỉ huy phân đội tiến công, chỉ huy phân đội đánh chiếm mục tiêu, giải phóng con tin. Thực sự em cũng không nghĩ gì nhiều. Đây là lần đầu tiên leo mà không có cái dây. Nó là từng bước thì em làm đúng vậy. Sau đó em mới nói ảnh là anh. Lúc làm thì liên tục cho em, đừng sợ, em sẽ phản ứng được. Chính vì anh làm thiệt và em chưa tập nhanh như vậy bao giờ nên em phản ứng thiệt mà nó thành thật, nhìn nó thật. Đồng chí chỉ huy phân đội tiến công, nhanh chóng phân loại con tin và bọn khủng bố, bàn giao cho lực lượng chức năng. Phân đội trinh sát bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Ủa, ai đóng mắt rồi? Báo cáo đồng chí tôi đội trưởng, có điều đưa cùng sinh, đồng đội nguy hiểm. Tôi cảm thấy rất là phấn khích và rất là tự hào vì mình đã làm và cố gắng hết sức có thể những gì đã được hướng dẫn và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Rất sướng ạ. Hết. Cảm giác tôi thấy rất là vui ạ. Vì sao? Bởi vì tôi được chỉ huy một đội ngũ nhìn rất là hùng hậu, xe nhìn rất ngầu. Hiện tại bây giờ thì tuy vui nhưng mà cũng khá mệt ạ. Đồng chí có thấy nhiệm vụ vất vả không ạ? Báo cáo đồng chí, vất vả riêng với bản thân tôi nhưng mà rất là có ý nghĩa với một người quân nhân ạ.
Như đồng chí biết thì đối với ba đồng chí mới nhập ngũ vào đơn vị thì thời gian các đồng chí thực hiện nhiệm vụ còn buổi ngày mai nữa. Đấy, do vậy là tối nay thì tiểu đội sẽ sinh hoạt để tổng kết lại những cái kết quả đạt được trong cái quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ cũng như là những cái cảm nhận của ba đồng chí mới về đơn vị. Đầu tiên em đã xác định một cái tinh thần là mình tham gia thì cái tận hưởng nó. Nên là kể cả cái việc mà huấn luyện nó hơi cực, đôi lúc nó cũng mệt quá, nắng quá là mình cáu, dễ rất là cáu luôn, nhưng mà em cũng kiểu thoải mái đó nhận. Nên em với em nó quá là cái gì nó quá căng thẳng trong những ngày vừa rồi. Tôi biết chương trình này rất là rõ và tôi đã có cái mong muốn là được tham gia chương trình này và tôi đặt quyết tâm rất là cao. Tôi không coi đây là trải nghiệm mà tôi phải làm một cái mà mình phải làm tốt để tất cả mọi người chiến sĩ thấy là mình vào đây với một mục đích nghiêm túc. Tại vì tôi cũng tin tưởng là mọi người nên có một cuộc sống kỷ luật, một cái bài tập rèn luyện sức khỏe nó có hệ thống. Tự nhiên đâu đâu ra ba người ở đâu đâu là nghệ sĩ tới mà nếu nó không vào kỷ luật mà nó không có hoàn thành được nhiệm vụ được nha. Đối với tôi sẽ cảm thấy là chúng tôi sẽ làm vì những người chiến sĩ ở đây. Ngày đầu á thì em nghĩ là em cũng đang tham gia game show. Ở game show thì thực tế có một cái kịch bản em được luôn được bàn bạc rồi. Trong đầu em cũng luôn nghĩ là như vậy. Nên là cái buổi mà em có ý phản bác lại cái chỉ huy á thì em nhận cái đó là sai của em. Sở dĩ mà em thay đổi là bởi vì tất cả mọi người. Mọi người rất là chân thật với em. Nói chung là em cảm nhận được điều đó. Mọi người quá chân thành với em đi. Mọi người giúp đỡ em bằng con tim của họ. Hôm nay em muốn nói nhiều điều lắm nhưng mà thật sự rất là nghẹn ngào. Quân đội này có mạnh thì tập thể phải thống nhất, chung ý chí và hành động. Cá nhân tôi cũng rất cảm động với các đồng chí. Thì thời gian rất ngắn thôi nhưng mà cái sự gắn kết giữa các thành viên trong tiểu đội như một anh em trong gia đình. Đấy là cái tình cảm mà rất là thiêng liêng. Và có thể khi chúng ta chia tay nhau, trong mỗi chúng ta ở đây không thể nào quên được cái tình cảm đấy. Xin cảm ơn các đồng chí. Trên từng vùng xác thân, lên lên xuôi xuống xuống, cho nước tình chảy thơ luôn. Xong rồi em lại nghe tiếng em của từ cái chỗ em mới la ấm. Tôi không nhớ là phải mang theo, nên tôi không mang theo. Ui giời ơi! Đúng không? Không. Là tính cái điểm rớt đầu tiên đó thôi. Rõ đúng quá. Tổ 1 chú ý hiện nay là đáp án của chính là sai. Rồi.